Annyeong, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh vlog của Trang Mon. Các bạn ơi, hôm nay là 31 tháng 12 năm 2018 rồi. Vậy là một năm nữa cũng đã sắp trôi qua và qua vài tiếng nữa thôi, đó chính là năm mới. Thì tụi mình sẽ cùng nhau đón năm mới bằng cái vlog Q&A ngày hôm nay. Nghĩa là các bạn sẽ hỏi và mình sẽ trả lời. Lần trước thì mình có đặt một cái post trên YouTube đấy, thì các bạn sẽ hỏi mình và mình sẽ trả lời lại. Coi như đây là một cái món quà chúc các bạn năm mới thiệt là vui vẻ, ý nghĩa và sẽ có nhiều sức khỏe để bắt đầu chiến đấu một năm mới nha. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu đọc câu hỏi ngày hôm nay luôn đây. Câu hỏi đầu tiên của một bạn hỏi là anh đã từng có bạn gái chưa? Và Nâng có định làm một idol không anh? Đó là bạn Thu Anh hen. Bạn đã đặt cái avatar của ai đây? Của Red Monster BTS. Thì mình cũng đã từng có bạn gái rồi, nó thật là như vậy. Hồi đó là mình học khoảng lớp 8, đua đời đặt yêu đương này nọ với một con bé lớp 4. Thì hai đứa quen nhau cũng được 4 năm. Nhưng mà nói chung là kiểu như là con nít hồi bé đó, kiểu như là suy nghĩ bồng bột xong rồi đặt yêu đương này nọ đó, ông bướm lọ chai đồ này nọ cho nó có thôi, chứ thật sự là mình không biết nữa. Thì là cái mối tình mình hồi bé, mình đã từng có một bạn gái như vậy hen. Có định là một idol ở Hàn Quốc hay không? Câu hỏi này thì chắc mình cũng đã suy nghĩ rất kỹ rồi các bạn. Mình thật sự là mình không muốn làm idol ở Hàn Quốc. Tại vì thứ nhất đó chính là làm idol rất là áp lực các bạn. Mình thì mình là chủ nghĩa cây tre đó các bạn. Chủ nghĩa cây tre nghĩa là gió thổi chiều nào theo chiều ấy. Mình chỉ muốn cuộc sống nó bình thường thoải mái thôi, chứ mình không muốn phải vất vả như idol. Và thứ hai đó chính là mình, cái ngoại hình cũng là một cái rào cản rất là lớn. Bởi vì cái chiều cao của mình thì nó không có cao lắm, mà cũng nói chung là không có thấp nhưng mà cũng không có được cao. Nên là nếu mà mình làm idol thì cũng rất là khó. Anh đã từng crush ai chưa? Nếu rồi thì có lần anh được crush để ý hay bị crush ghét không? Đặng Ngọc Như Ý, bạn này hỏi như vậy. Crush nghĩa là mình thích một ai đó đó các bạn. Thì bây giờ mình sẽ trả lời luôn hen. Hồi bé, học cấp 2 đó các bạn, thì lúc đó mình xấu, mình dơ lắm các bạn ơi. Mình nhà mình lại cũng khó là nghèo nữa, cho nên là mình nhìn bần bần thế nào á. Tóc tai thì hồi đó chơi kiểu vuốt HAT là kiểu rất đang mốt nha các bạn nha. Thì mình có thích cái bạn lớp kế bên như vậy đấy. Mình cũng đã dành, nói chung là vì gái mình dành tiền đủ thứ. Rồi mình tặng quà, mua nhẫn tặng. Nói chung là như là một món quà bình thường, chứ không bao giờ mình có muốn thổ lộ cái tình ý mình ra hết á. Cũng đã có lúc mình nhắn tin thổ lộ này nọ nhưng mà người ta không có rep nữa. Cuối cùng mình cũng đã nhận được câu trả lời, đó chính là bạn ấy cảm thấy nhà mình hơi nghèo, không hợp với bạn đó. Thì bạn đó cũng giàu thì công nhận, bạn nó cũng rất là giàu. Xong tới tận bây giờ rồi thì cũng không có liên lạc lại với nhau, nhưng mà cũng có nghe bạn bè nói chuyện qua. Thì hồi đó là mình rất là nghèo cho nên bạn ấy không chấp nhận mình. Nhưng mà nếu mà so bây giờ với bạn đó thì lương của mình gấp 5-6 lần của bạn đó đó. Đó là lý do các bạn muốn phục thù ai đó là các bạn phải giàu các bạn ơi. Anh có định cư tại Hàn Quốc không? Thì sao? Anh nghĩ nên ở lại Việt Nam hay đi du học? Nếu muốn định cư bên ấy thì phải làm sao ạ? Mình sẽ trả lời một câu, đó là câu có định cư tại Hàn Quốc hay không nha, của bạn Tiểu Gạo. Thì bạn này hỏi như vậy thì nếu mà được á, thì mình nghĩ là mình sẽ ở lại thêm khoảng 4 đến 5 năm nữa. Mà nếu mình cảm thấy mình phù hợp với Hàn Quốc đó các bạn, thì mình sẽ định cư ở đây luôn. Có một bạn hỏi, Phương Lê, bạn này hỏi nhiều nhưng mình chỉ chọn được một câu thôi. Anh có phải Hữu Nam không? Nói hay sao ta? Nói chung không biết có phải hay không, nhưng mà kiểu như là mỗi lần mà mình coi YouTube lâu, nó sẽ hiện lên một số cái recommend về những cái video á, về Blur là boy love đấy. Thì mình bấm vào mình xem thôi. Nhưng mà cái cảm giác kiểu là nó sung sướng, kiểu như các bạn nhìn, các bạn phải co rúm cái người là các bạn hại nàng đó, xong rồi nhìn vô và nhìn nó kiểu như là hai người làm những cái hành động mà cute hoặc là hung hít nhau nhẹ nhàng thôi nha các bạn. Thì mình cảm thấy rất là thích cái cảnh đó. Và nói chung là sung sướng, cảm giác mà sung sướng đó các bạn. Mình thích rất thích, cho nên là mình không biết có phải không, nhưng mà mình rất thích xem phải cái cảnh như vậy. Bạn này hỏi là anh du học ở Hàn Quốc là do ba mẹ anh gửi tiền qua cho anh hay là anh tự đi làm để kiếm tiền lo cho cuộc sống của anh ở Hàn Quốc vậy? Nếu anh đi làm thì anh làm nghề gì? Bạn Nhật Thùy, bạn này hỏi như vậy đấy. Thì mình không nhận tiền của ba mẹ ở Việt Nam. Bởi vì sao? Tại vì nhà mình cũng không có giàu có, chứ nhà mình rất là khó khăn các bạn. Và mình không có muốn, nếu mà mình không bao giờ mình nghĩ đến cái việc mà mình muốn lấy tiền của ba mẹ mà để mình xài hay là chi tiêu cho cuộc sống bên này. Nếu mà mình khó khăn lắm ấy, hoặc là những lúc mà mình cần tiền lớn thì mình mới nhắn về và nhờ anh chị, chứ ba mẹ mình cũng đã già rồi. Mình nhờ anh chị mình, nếu anh chị mình giúp được thì mình lấy, còn không thì thôi. Nhưng mà thường thì mình chưa bao giờ mình phải xin tiền ở nhà mình hết ấy. Còn
Nói chung thì mình chủ yếu mình làm việc nhiều, rất là nhiều việc các bạn. Các bạn đừng nhìn mình thấy như vậy, các bạn tưởng mình rảnh rỗi, không có. Mình làm rất là nhiều việc. Thì thứ nhất đó chính là công việc đó là quản lý sinh viên Việt Nam ở văn phòng của trường đại học của mình. Thứ hai đó chính là làm gương mặt đại diện cho trung tâm du học Sunny. Và cuối cùng là mình làm dạy tiếng Hàn online ở trên mạng. Thì có nhiều bạn đăng ký học nhưng mà mình rất là ít nhận học viên, tại vì mình chỉ chọn ở những bạn mà muốn học lắm mới giữ lại thôi, còn mấy bạn học lơ tơ mơ thì mình không muốn nhận. Và cuối cùng rồi ha, nhưng mà cái này thì nói chung là bổ sung thôi, là mình lâu lâu mình có đi sinh hoạt, gọi là mình hoạt động từ thiện đó các bạn. Thì ở Hàn Quốc cũng cho chi một số tiền cho việc hoạt động từ thiện của các bạn, và mình cũng nhận được một số học bổng ít bên này và gom lại, nói chung là mình cũng được một số tiền rất là lớn. Tiếp theo là một bạn anh Tu, đây cái gương mặt này quen lắm, bạn này học chung trường, nghĩa là học trường đại học quốc gia Busan học tiếng này. Bạn này hỏi tại sao ưng đánh đá vậy. Tại vì nếu các bạn mà tiếp xúc gần với mình, và đặc biệt là những bạn mà đang học tiếng ở trường đại học Busan, bạn biết của mình rất là đánh đá. Thực sự mình đâu có phải đánh đá, lúc nào phải đánh đá đâu, nhưng mà cứ tính con người ta sinh ra như vậy rồi. Con người cũng là động vật các bạn, mà mỗi loài động vật đều có một cơ chế tự vệ riêng, và cơ chế tự vệ của mình đó chính là chửi. Trước khi thực hiện một hành động hay là phán đoán hay nói chuyện một cái vấn đề gì đó, chửi là điều trên hết. Và nói chung là mình phòng vệ thôi, mình chửi để mình phòng vệ chứ mình không có sát thương ai cả. Còn lý do muốn hỏi tại sao á hả, lên văn phòng mà hỏi ha. Câu hỏi cuối cùng ngày hôm nay đi. Nhiều bạn hỏi quá nên mình cũng rất là ngại cái câu này, nhưng mà thôi, các bạn hỏi rồi thì mình có, các bạn đã có lòng hỏi thì mình cũng có lòng đáp vậy. Anh có bạn trai chưa, anh có gay không, anh thích trai thích gái vậy. Câu hỏi này thì nói chung là bạn gái thì quen cũng đã quen rồi, quen thử rồi, nói chung là quen từ bé cũng nhiều lắm. Bây giờ chưa quen trai thôi, mà nếu được thì có anh nào đẹp trai ở dưới đây comment thì ân xin nguyện hiến tấm thân này cho người đó. Thì ok, vậy là xem như là cái vlog Q&A đến đây là hết nha. Mình cũng không quên chúc các bạn một năm mới thật là vui vẻ và sẽ đạt được nhiều thành công mới trong năm tiếp theo nha. Thế nên là mình luôn luôn hy vọng và mong các bạn sẽ luôn ủng hộ mình như ngày hôm nay thôi là được rồi, mình không cần gì hơn cả. Luôn luôn cảm ơn các bạn rất nhiều, chúc các bạn một năm mới Happy New Year, đường ai nấy gì. Bye bye.